Ok, chào mọi người này, hôm nay là máy ăn da tiếp tục lên video nhá. Thì buổi sáng nay mình sẽ lên video giới thiệu cho mọi người một con máy hút ẩm này, Mitsubishi 25 lít nhá. Con này là siêu VIP luôn, Mitsubishi 25 lít, hàng màn hình LED mọi người nhá. Đây mọi người này, màn hình LED. Trước mình có một con là 22, con này 25 mọi người nhá. Máy là nguyên zin từ đầu đến chân mọi người nhá. Máy nguyên zin hết từ đầu đến chân. Tuy nhiên rồi Mitsubishi chân voi thì nó sẽ có hiển thị độ ẩm này, đặt độ ẩm này, chế độ sấy quần áo này, đảo bánh gió này. Đấy. Đặt độ ẩm lên nó ngắt. Đấy, hôm nay còn độ ẩm thấp. Đấy, hẹn giờ này. Đầy đủ hết mọi người nhé. Màn hình LED cực kỳ sáng luôn mà nét luôn. Đây là hình thức máy mình đang quay rất thực tế mọi người nhé. Con này là công suất là 25 lít này. Mã này. MZE15AK này. Đây đến 2015 mọi người nhé. Này 2015 này. Đấy. Đây là mặt trước mọi người nhé. Đây là mặt sau này. Hình ảnh mình đang quay rất thực tế nha. Máy mình đã test rất là kỹ rồi. Đây là mặt sau mọi người này. Đấy, MZE25 này. 25 lít trên ngày này. Công suất là 340W này. 275W này. Tất nhiên rồi, trong này là mini Japan hết mọi người nhé. Máy cực kỳ tiền luôn. Bác nào có nhu cầu về con máy hút ẩm Mitsubishi 25 lít điện 220 màn hình LED siêu VIP này, liên hệ bên em nhé, có một chiếc thôi.